Dạ, con là Thiện, đầy đủ là họ Lương tên Thiện. Mèn ơi, ta nói nghe cái tên đó là tin tưởng liền luôn á. Lương Thiện. Dạ, cô nghe tên con cũng biết. Con là luôn luôn làm việc thiện, luôn luôn làm phước, giúp người, giúp đời. À, hôm trước cô có nói với con là đó, cô cần vay 20 triệu, rồi giấy tờ thủ tục làm sao? Dạ, đây, hợp đồng con đã soạn sẵn rồi. Cô chỉ việc ký tên vào là nhận tiền liền. Ký tên là nhận tiền liền luôn dạ. Hả? Trời ơi. Công ty con á, là với phương châm luôn mang sự thuận tiện cho khách hàng mà, giải quyết trong 30 giây. Vậy rồi có cần giữ hộ khẩu hay là sổ hồng, sổ đỏ gì không? Dạ, cái đó con không cần đâu ạ. Không cần? Dạ. Công ty cậu, trời ơi, không sợ người ta giật hả? Dạ, con tới nhà cô, con cũng biết nhà cửa cô ở đây rồi. Không lẽ cô bứng cái nhà này đi được hay sao mà sợ? Ha. Tiền cô đâu? Dạ, đây là 16 triệu. Ủa, gì kỳ vậy? Cô vay 20 triệu mà. Dạ, công ty con thu phí dịch vụ là 20%. Trời ơi, cái phí dịch vụ gì mà cao dữ vậy? Rồi 16 triệu sao đủ? Dạ, công ty quy định là như vậy. Cô không chịu thì thôi, không sao đâu ạ. Trời ơi, 16 triệu. Thôi kệ, từ từ rồi kiếm thêm sao. Rồi tôi vay 1-2 tháng gì đó rồi tôi bán lúa bán heo tôi trả. Dạ, vậy mình bắt đầu từ hôm nay nha cô. Ừ. Dạ. Thưa cô, con gì à?